Giang Hoan, hiện tại ngươi thuộc về ai? Khi điều này xảy ra, bệ hạ trở nên nghi ngờ. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Những người hầu của bệ hạ là của bệ hạ từ đầu đến cuối. Ồ vâng. Bệ hạ sâu sang là nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, dù là núi kiếm biển lửa, Ngụy Sâm cũng không chút do dự bước tới. Giang Hoan, ngươi chắc chắn chứ? Dù là núi kiếm biển lửa, anh bước qua không ngần ngại. Được rồi, chúng tôi không muốn bạn vượt qua núi kiếm và biển lửa. Bây giờ bạn chỉ cần giúp chúng tôi một việc thôi. Chúng tôi chỉ tin rằng bạn trung thành với chúng tôi. Xin bệ hạ hãy ra lệnh. Bây giờ ngay lập tức. Lập tức đưa Gin Yue đến biệt thự của hoàng tử. Bắt kẻ phản bội Su Su cho chúng tôi. Ngay trước một nén nhang, chúng tôi đã nhận được thông tin bí mật. Anh ta nói rằng Soda Biu, một kẻ phản bội, muốn kẻ nổi phản loạn. Bội này. Ai đã cho anh dũng khí? Sao mày dám nổi loạn? Chỉ tìm cái chết. Thẩm Mộng bệ hạ, Võ Vương điện hạ sao có thể nổi loạn? Bạn đang đùa tôi à? Haha Giang Huân, bạn thực sự đã nổi loạn. Không có sự phản bội nếu không có bộ trưởng. Tôi sẽ luôn trung thành với bệ hạ. Tôi xong việc này rồi. Haha, nếu bạn vẫn trung thành với chúng tôi, đáng lẽ bây giờ bạn nên đưa mọi người đến dinh thự của hoàng tử. Bắt kẻ phản bội này cho chúng tôi. Thay vì hỏi chúng tôi ở đây, bạn đang đùa tôi à? Chúng tôi thực sự không mong đợi nó. Bạn đã gặp kẻ phản bội này bao nhiêu lần rồi? Anh ấy nổi loạn thật dễ dàng. Giang Hoan, người thật sự rất tốt. Thưa bệ hạ, tôi nên làm gì bây giờ? Bệ hạ sẽ không giết tôi phải không? Nói cho tôi biết, chúng tôi thực sự muốn biết. Tiểu Ngũ, kẻ phản bội những này. Những loại lợi ích đã được hứa hẹn cho bạn, tôi thực sự đã để cho bạn, phó chỉ huy của đội cận vệ hoàng tôi gia. Tôi sẽ tin tưởng anh ấy mà không do dự. Tiểu Ngũ, đứa con nổi loạn, đã hứa chưa? Tôi đang đợi bạn được phong hầu tước sau khi anh ấy vẫn là công tước. Hay đứa con bội bạc này, tôi muốn cung cấp cho bạn một con dấu phê duyệt. Tên khốn đó đã nói gì? Kẻ phản bội này đã hứa với bạn những lợi ích gì? Chán của bệ hạ. Vua Ngô điện hạ không hứa hẹn cho tôi bất kỳ lợi ích nào. Tôi vừa hứa với Ngụy Sâm sẽ bảo vệ mạng sống của Ngụy thần và gia đình Ngụy thế thôi. Võ Vương điện hạ nói, nếu tôi không phải là bệ hạ, ngài sẽ xử tử tôi ngay lập tức. Anh ấy thậm chí có thể cứu tôi, và thậm chí nếu nó không thể được cứu, tôi cũng có khả năng cứu gia đình mình. Nó cũng có thể đảm bảo rằng họ có đủ thức ăn và quần áo cho đến hết cuộc đời. Bạn cũng có thể sắp xếp thời gian vui vẻ trong tương lai. Thật là một kẻ phản bội. Giang Hoan, ngươi thật sự ngu ngốc. Chúng ta là hoàng đế của ngày mai. Bạn đã bao giờ nghe câu nói rằng một vị vua muốn thần dân của mình chết chưa? Tôi phải chết. Nếu chúng tôi muốn giết bạn, tất cả 9 bộ tộc của bạn. Tiểu Vũ, làm thế nào kẻ phản bội này có thể chiến thắng bạn? Kẻ phản bội này nói rằng hắn có thể cứu anh bạn. Anh ấy thực sự có thể cứu bạn. Ai đã cho anh dũng khí và dũng khí dám cứu người mình muốn giết? Bạn có sợ mình bị anh ta lừa dối kể không? Kể cả khi đó là thái tử tên là con hoang của chúng ta. Họ có thể không có khả năng này. Bệ hạ, chuyện này có liên quan đến bí mật của Ngô Vương điện hạ. Hoa Cần không thể nói cho bạn nhưng biết. Điều Hoa Cần có thể nói là Ngô Vương điện hạ thực sự không nói dối. Anh ấy có khả năng như vậy. Vậy mà ngươi dám phản bội chúng ta một cách trắng trợn như vậy, thì hãy đi tìm nơi ẩn náu với kẻ phản bội này. Tôi không dám. Thưa bệ hạ, dù bệ hạ có cho tôi mượn thêm không có tướng hèn mọn nào dám phản bội Ninh bệ hạ. Vị Sâm chỉ muốn sống. Tôi muốn sống tốt. Giang Hoan tí của ngươi là ở lại cùng chúng ta sao? Bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào phải không? Không, thưa bệ hạ. Bạn không có ý tưởng nào trong đầu mình sao? Mê mông. Được rồi, Tiểu Vũ. Sau khi kẻ phản bội này xúi giục bạn có sợ chàng làm điều gì đó không? Chúng ta có nên đợi lệnh của anh ấy không? Sau đó bạn lập tức lấy ông. Chào mừng Tiểu Vũ lên ngôi. Điều đó không đúng. Hoàng thượng Vũ Vương. Có vẻ như anh ta chưa bao giờ có ý định nổi loạn. Cho dù hắn rõ ràng có thực lực phản kháng. Anh ấy chỉ nhờ Uy Chen làm một việc. Chỉ để giúp che đậy bí mật của anh ấy. Đừng để bệ hạ biết. Đó là lý do tại sao tôi đã tốn nhiều công sức để xúi giục nổi loạn chống lại bạn. Lịch sử của các chỉ huy Giniwe trong tương lai. Chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy, đây không phải là súng chống mũi sao? Ngụy Sâm cũng rất bối rối. Võ Vương không hề có ý phản loạn. Ngược lại, đối với ngai vàng còn có một tia khinh thường. Đại thần khiêm tốn của bệ hạ không dám nói dối. Võ Vương điện hạ không yêu cầu ta làm gì khác. Được rồi Giang Huân. Ban đầu, chúng tôi, những người bị bạn phản bội, chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ hãy cho bạn một cơ hội. Bạn muốn chết hay sống? Ừ thưa bệ hạ, nếu ngươi để ta phản bội Ngô Vương điện hạ, vậy thì tốt nhất anh nên giết tôi đi. Này, đồ khốn kiếp Giang Huân. Chúng tôi không biết, đứa con trai nổi loạn Soda Biu đó có gì tốt, xứng đáng với lòng trung thành của bạn. Này bệ hạ, tôi không thể cho bạn biết lý do cụ thể. Tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng giữa một người chết và cả gia đình chết. Thật là một kẻ phản bội. Thật tuyệt vời. Không sao cả nếu người chỉ huy xúi giục có một cách như vậy để giáo dục mọi người. Rất tốt. Nếu là quan văn và quân sự nhà Minh có thể rất trung thành với chính mình, điều đó sẽ tuyệt vời thế nào? Giang Huân, chúng tôi có thể cho bạn một cơ hội. Cuối cùng bạn có sống sót hay không là tùy thuộc vào ý muốn của Chúa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Soda Biu, một đứa con nổi loạn sau đó trong tương bạn lai có thể trở thành sống. Hoàng đế. Vậy thì nếu người cuối cùng trở thành hoàng đế là phe của chúng ta, sau đó chúng tôi sẽ cuốn bạn với hoa huệ ban ngày. Bệ hạ thế nào? Linh Bin, bệ hạ không phải là thái tử kiên định nhất sao? Vào lúc này, làm thế nào bạn có thể nói một điều như vậy? Có phải là tôi đã nghe nhầm không? Khư Giang Huân.
Bạn tưởng bạn là người duy nhất bí mật về cậu con trai nổi loạn chúng tôi là cha ruột của anh ấy. Làm sao chúng ta có thể không biết? Bigger thật tuyệt vời, nhưng vẫn kém hơn Tiểu Vũ một chút. Tôi có thể nói với bạn, nếu Tiểu Vũ là con trai cả của chúng tôi sẽ không ngần ngại chuyển ngôi nhà Minh cho ông, thay vì chỉ định anh ta làm thái tử để lấy chứng chỉ. Vậy nếu Tiểu Ngũ trở thành hoàng đế, bạn có thể sống, bởi vì bạn là của anh ấy. Với khả năng của bạn để làm những việc, tương lai ta cũng có thể ở trong tay Tiểu Vũ. Một con dao rất tốt. Nếu chúng tôi giết bạn, không phải là khiến Tiểu Vũ mất đi một con dao sao? Mặt khác, nếu Tiểu Vũ không trở thành hoàng đế, vậy thì sự tồn tại của Giang Huân của bạn rất quan trọng đối đó với sẽ là một mối đe dọa lớn. Vậy bạn phải chết. Và những người nương tựa vào đứa con phản bội của Tiểu tôi Vũ. Tôi sắp chết. Thưa bệ hạ, các bộ trưởng của ngài biết điều Giang đó. Giang Huân, hãy giao cho bạn một nhiệm vụ. Đi điều tra dùng tôi. Chính xác thì có ai ở đó? Tất cả đều nương tựa vào Soda Biu, kẻ phản bội. Thưa bệ hạ, bạn không muốn tôi điều tra họ à? Sau đó, hãy bắt tất cả chúng trong một lần. Chúng ta có phải là những người như chúng vậy không? Chúng tôi chỉ muốn bạn tìm thấy tất cả, đẩy tất cả về phía trước. Sau đó hãy khuyến mãi cho họ. Thôi, tôi sẽ giúp bệ hạ tìm những người này. Hãy để họ lần lượt đứng trước sân khấu. Hãy giúp đỡ hoàng thân Da Biu. Tốt lắm, bạn đi xuống đi. Hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì chúng tôi vừa nói với bạn. Thưa bệ hạ, vị bộ trưởng đó đã từ chức. Hamoum, cái thứ chết tiệt này. Nếu bạn không thể đánh bại nó, tại sao bạn không hãy tham gia? Hãy nghĩ cách trước tiên, thực hiện theo mong muốn của Soda Biu. Hãy đến và quảng bá cho tất cả những người có liên quan đến kẻ phản bội này. Đợi đến gần này. Lúc đó, hãy thử một thủ thuật khác để khai thác hỏa lực. Nói với sông một cách bí mật. Lý do tại sao chúng ta biết được những bí mật này của đó anh là ấy. Về việc trả ơn họ vì đã chỉ khi đến lúc, hãy xem Tiểu Vũ thế nào. Ha ha ha.